còn lớp dưới nữa. Đó. Ê con gì? Vô. Ô mày hả bưởi? Chạy hả mày? Ôi nó bự. Lấy cái kìm bẻ. Bẻ bẻ. Ôi cái giòn kìm bá luôn. Chạy hả mày? Đó đó đó, lên con nữa nè. Buông buông để cho kéo. Ok ok. Buông 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 cho. Buông buông. Nó cứng. Kéo cho bẻ cho. Nó bẻ cho nè. Tay bắp dái không nào. Nó bậy nó bậy. Nó ha. Ha. Từ từ ha ha ha. Chứ đang quay phim mà nó đó. Từ từ lộ hết trơn ha. Quý à. Cái cống cái đường con hay con hả? Đó rồi, chưa hai bé rồi đó. Cho khe nó hay ghê luôn. Nói ghê quá đưa hết thứ đâu không? Cái mặt tay tái nè. Biết kìa nó mỹ nó bạ không à. Ơi con cá. Cái này nhỏ. Ô con cá nâu. Cá nâu, cá nâu. Cá nâu chưa chưa nằm ở chưa nằm gỡ luôn rồi kìa. Rồi. Hay quá. Đó 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 con đúng rồi, đó. Đã thiệt. Chết tôi rồi. Còn đau không hả? Đúng là cái giò bự quá. Ờ nó mập. Này nó đâu bự đâu. Có con ký mấy 2 ký. Con chừng cái giò này coi chừng đi mé có lý nè. Cái giò này có thể thả mé có lý nè. Bởi vì ở trong đây có cái dàn dàn hào cũ một lần nè. Ừ. Có gì cái nào 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 của mình ơi. Nào được 80.000 ký. Gỡ cá lâu dữ vậy, gỡ cá tới cá chín luôn rồi. Cái lưới lên lít. À vậy vậy vậy. Nhà chỗ đó có cái cục con miếng hào nha hồi. Ôi đã quá đã. Nhà cho mình luôn nè. Rồi xuống đi. Lấy hết luôn. Cái đống dưới đang có hào lắm. Vỏ hào. Còn con cá úc chú Nam hay quá nói ngày chóc nói ra luôn rồi con cá úc ngắt thì đúng cá rồi này nó dính hên chứ không hên thì hỏi đi luôn thì còn con nữa con coi đó coi chú bà cắt chưa hôm qua anh em mới được con đó siêu to khổng lồ á bẻ dầm rồi bẻ lái rồi có cái lái không cũng không à, em lo nhìn cá dạ dạ rồi mình chào cả nhà nha chào cả nhà giờ bốn chiếc chớm mình sẽ dẫn cả nhà đi đục hào khu vực hào chào cả nhà nha quá trời luôn đứng cái tên được không dạ không đưa em lại đi chú đang thu hoạch hào bán cái nhà nên anh em mình đi theo chú luôn vô vườn hào chú hào chú nuôi quay cho cả nhà xem nha nhỏ lớn để cho từ giờ cái hào đó này oh, wow quá trời luôn cả nhà ơi cái này là mình nuôi mình có thả con giống không ha tự nó bám anh tao to không à vậy là mình treo cho nó tự nó đem vô dạ rồi dứt về chú cạo ý hướng hệ chứ nào cầm thấy coi con cá đâu cầm đi về tôi cắt à đâu cầm sợi dây đâu cầm sợi dây rồi đi tôi tháo à đây con cầm gỗ à cắt cái dây rồi hơi mình lên tỉnh mình mới tách ra nặng lứa còn lứa vậy ha ừ chứa lựa mình vô đây nè hôm nay hào sữa ha hào đá chú không hào mập mình chứ đâu hào sữa à hào sữa khác bình thường là hào sữa nó ở ngoài kia không chứ nó mình đâu có nuôi hào sữa phải không không nó đậu xuống à con hào sữa thì nó tròn nó đẹp hơn nhưng mà cái đó là nó tự nhiên cái này mà mới bắt lên vậy ha giá chiều chiều ha cái mình nướng làm con cóc vườn quýt con trời ơi ơi xỉu luôn ngon mát lắm chú Nằm ơi nó tàn quá rồi này lên bờ đê ha có không nướng nè chơi chơi nè cái đê này đi để chơi để chơi mang chó đó là chó kiện á sao ngoài đây nó mới hướng tóc được á chứ à, tới đây chú ơi chứ nào nó trong tay luôn chắc rồi
Quá trời luôn hay chứ nào. Bạn vậy chứ tao đem vô gì nhiều. Vậy rồi cái mình lên mình cọc miếng đó lại mình teo tiếp. Đâu có, đập này, nát đập ra. À, vậy là mỗi lần mình teo là mình phải cắt miếng mới mình teo. Trời ơi, vậy là lỗ xúc rồi. Lỗ miếng xúc rồi. Vậy là mình đập cái miếng xúc rồi mình lấy hào. Lỗ luôn cả nhà ơi. Ghi nó lên. Dây. Đây nè, có bao tay luôn nè. Ôi, có đầu nghề à. Búi chặt, rồi. Nhân chuyên nghiệp mà. Mà cũng dạng vậy em đi xuống này có cuộc bắt cặp đúng không cậu? Bắt cặp của con à. Để lý, để lý à. Quá dễ lý. Vậy mà em tưởng đâu, em tưởng ngay lúc mà tụi em ăn ở chợ đó, tụi em mua á. Con hay con rồi. Tưởng đâu là người ta nại khỏi tấm xếp gô chứ. Vậy là được rồi. À. Cái này mình có ra Thái Lan mình tách cái cũng dễ lắm chú không? Rồi gõ cái đầu xíu cái chọt kia nó ra. Dạ. Dạ. Đây. Mẹ. Cho sáng cho ăn kẹo chưa? Khó ở đây cái gì không chứ gì? Đúng rồi, gặp bác là vậy đó. Ôi. Thấy chú Lâm chưa? Mới chú này làm dân nghề rồi. Đây cũng quán chạy chắc quên đi. Mọi người sáng con chó á. Quá trời luôn. Mọi chó vậy. Cái này nướng ngon hay nấu cháo ngon chứ không? Thầy tò mình mà tối nay mà làm nồi cháo của Hào này là mát lắm á chú Năm ơi. Khó khẽ vậy để bỏ vô luôn à, đập khó vô luôn đi. Ê bụng ba lớn rồi không thấy luôn à. Mày đứng không lọc con cặc mày gom lại nó quấn. Đó, nuôi lại. Cái là chú tự nhiên, cái là chú teo miếng tôm nó nghe rồi tự nó bám cho nó lên. Chứ không phải là người ta có một số là thả con giống nữa, còn cái này là chú tự nhiên. Mớ tôm coi. Được không? Mớ cho tôi xuống đèo chở mớ tôm thế này tôi gửi được không? chừng mấy năm nó mới ăn được. Năm mấy vậy mình gửi năm mấy mình xuống. Gửi mới tôm mốt về mình lấy xuống mình lấy ruộng sao chứ nào. Cái này 1 kg tầm được 5 con anh chú. 10 mấy con à. Không đâu, không có 7. Ngày đâu tới 10 mấy con. Này có chục con tới lại à. 7 con. Ừ. 7 con. Lưới cá của lưới cá rồi cả nhà. Quá mấy cá này ngon ha. Quá tới đã được thứ 5 rồi. Cái út giấy với út vàng hả chứ nào? Trời ơi cái con này. Phải chỉ được 4 con ha. Bố hay đồ mình. Trời ơi. Cái giò này thường nhiêu ký chứ nào? Hả? 8 ngàn à. 8 ngàn. Nhìn cái thịt nó cảm giác nó săn quá ha. Ờ nó ngon lắm, nó ngon hơn cái ngát mà. Vậy có 8 ngàn à. Bị ở dưới đây mà. Nè, thôi lên. Còn cái nào nữa nè. Thì tên mình cũng vậy. Đó, còn nhiều lắm cái này. Con Hào đó là tối nay anh bốn cháu mình nấu nồi cháo á. Bốn nồi cháo này chắc mệt á. Thế đối với Nam chứ Hào giờ mình nấu cháo mình có bỏ vô nồi cháo không hay mình múc cái chén? Ai biết. Múc cái chén. Mà phải có cả bì xanh giá hẹ nữa mới được. Này nãy được không? Hả? Ăn bậy không à. Chú mà gài tôi không à. Thấy tôi đang bắt cá dụ tôi. Trong đó còn 2-3 con luôn nữa chú nè. Cái này lần đi lưới lần này. Tạm tâm thích này chắc. Trời vô luôn. Mày hay bưởi. Chất liệu trần à. Giờ bắt lên rửa cái bỏ phần đá cái nha. Thấy chưa. Nè coi nè coi nè. Cái này chú Năm nhắm phải thử coi cái chú cá này kiếm được chừng nhiêu chú Năm. Hả? 300 không? Chặn đó à. 300 ngàn. Ôi 300 ngàn mà gặp hai vợ chồng ăn chắc cả cả tầng lưỡi á. Thôi giờ rửa bỏ vô ướp nha cái nè. Hào này tối với chú cháu mình sẽ làm ơi ơi
đang ngồi chéo. Cái con không kịp chút nào. Đây. Nếu đi. Giờ anh em mình sẽ ngồi đục hàng nha cái nhà. Hồi nãy lên nhà của cu khen nè, ba cu khen cho đừng quét hàng luôn cái nhà. Chán ghé nhà chú kia, chú cho luôn chứ chú. Chú cho được ít. Giờ anh em mình lại được một ít nữa. Giờ nay ăn cơm với hai sản nha. Nay mấy thầy trò mình có lọc ăn đi qua ghé hai nhà hai chú cái hèo nè, cái cá nè, trời ơi uống xỉu nha. Quay vô cái đó với cả nhà coi kìa. Trời ơi còn đóng à, nửa xô cái đó quá trời. Đi đi ăn lưới cá mà được coi cá luôn vậy ghê không. Vậy đi lưới cái cũng dài rồi. Thua rồi. Không mày xong giờ hết cá. Giờ nay ăn cơm với hào chào hành nha. Anh em mình đổi hết hành. Thôi hết cá giờ đi làm cái bàn hả? Này làm cái bàn. Trông quá. Ồ. Không ăn luôn trời đã. Ôi, chuẩn coi. Phải có wasabi chứ. Nặng chanh em mới được con. Anh con là quất quất luôn á. Rồi chứ anh yếu. Yếu là cái gió hả? Không biết sao không em? Tại vì xuống đây còn mấy ngày nữa lận. Lỡ ông Tàu háo ông dí không biết đường chạy đâu. Sớm đồ mặt chứ gì vậy. Ngày cuối rồi mình sẽ ăn. Nè nó con ăn không? Thì không ăn con cũng phải nhận cho ông đang vô cái. Đã thế nào lại. Nè, trẻ rồi nè. Muốn nhận cho ông Năng vô rồi mốt. Con thích cái gì ông Năng đem xuống. Nè, cái nhà coi nè. Một sao luôn thấy chưa. Ôi. Ê, 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 chú Hụt. Cái sò lấy cái này bây giờ anh em mình lấy đi rồi chút xíu để cho chào ông Năng xuống rồi. Ông Năng điện. Trời ơi, cái gì dữ vậy. Thì bây giờ bốn chú cháu ăn lưới ông lụm rồi cái nhà. Giờ mới ăn cơm, chụp tối rồi. Hào sao đậu hành mà đi ăn cơm hả chú nào? Là nói tờ luôn nha, béo của mình rồi mặc áo tên. Của mình ông nội cứng à. Khô nước đá rồi thấy chưa nè. Vô đây là chua này sắc giống người ta phải không? Cái loại xô cổ tiền của ông nội lên luôn nè. Vô cái lùm này nó không có bé rồi. Quá đói quá đói. Con đói quá trời. Nói ăn cơm sáng đói. Vừa đói vừa lạnh nữa. Chịu mọi người nghe giúp thấy xà lan cứ cú cú cú. Cú 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 cú. Mà chiều văn lưới cái nhà bên sợ hào nó mấy chứ không ngon cái bắt đầu bên sẽ bỏ vô hũ nè. Bỏ vô thùng đá luôn. Nó tươi nó ngon lại. Chứ đâu hơi sẻn mà để ra ngoài nhiều quá cũng ghê ghê. Được rồi ha. Thơm. Thơm tới bụng. Con dạng hay chạy hay hay chạy. Chèo. À. Đây là những trái dừa, những trái cà cuối cùng của mình phải không? Ớt, ớt nữa, hồi gừng lên. Ớt, ớt, ớt. Chiếc này thì xe lây gai. Chảo hào luôn rồi cả nhà. Nó sôi được rồi, sôi. Dạ. Kè, dưa leo. Có gì dùng đấy. Hèo này thường mặn rồi hơn chú Năm. Được. Cô Minh ngồi thấy tội nghiệp không? Hồi áo lạnh luôn mà hồi cứ u. Có ba cứng cứng gió quá. Chú Năm đi ghe quen rồi. Tặng lên múc rồi này. Thấy lắm nó sang rồi. Nó sang sang lại. Cái hèn chưa mấy anh nhậu ơi. Cái này là ăn cơm chứ không có nhậu. Mấy chú cháu không nhậu. Đây, đây.
Ăn đỡ heo hả chú Năm? Giật lại hả? Đói bụng dữ lắm luôn hả? Rung rồi. Ra xong ăn gì cũng ngon. Này mình ra biển mình ăn còn ngon hơn. Này ăn hơi bị sang rồi nha. Này được ăn hào á. Chú Năm có ăn hào với Độc Bình Linh chưa ta? Chưa. Ôi ngon lắm chú Năm ơi. Ngọt lắm. Bữa cho bé của mình ăn rồi nè. Trời vô nó ngọt cái gọt cái Độc Bình Linh thiệt là ngọt. Ừ. Ăn không nó không ngọt nha. Ăn cũng hào. Ăn không thì nó chát chát. Chát. Đúng rồi. Quá trời hấp dẫn luôn. Chị cho nó mềm hình cái nữa chú cháu mình đổ ra cái hơi no bụng. Rồi ra được rồi đó. Thôi. Ủa chú Năm kìa. Rồi ra. Rồi chừng nào ba hôn ra cái bắt đầu ra. Rồi con Kinh Đơn để xuống cái nó lò bếp để qua. Ba hỏi với tắt không con hay con không biết cái hỏi đó. Trời ơi, dùng hơi giận công khi công đang điện. Nè, coi nè. Hay quá, hay quá. Chưởng cá một. Rồi, ơi, cơm mọi người ơi. Mời cả nhà ăn cơm cùng bốn chú cháu mình nha. Rồi, mời cả nhà. Ngồi đi, hai lấy cho. Đây, đủ đây. Ok. Cơm thôi cả nhà ơi. Đây là bữa ăn thứ ba hả? Thứ tư rồi, nhưng mà có ăn mì gói nữa. Không có quay vô cả nhà xem. Rồi, con gấp nha. Dứt à. Bút cái đi, đói bụng quá rồi. Kệ dưới hành nữa. Đây nè. Công nhận hào nó mập dữ quá. Không biết ông ngậy luôn. Dài ha. Nó biết nó diễn tao quá tại luôn để bên lết lại bên làm mấy miếng ơi. Đủ quá. Cơm, ăn dính cơm luôn nha cả nhà. Rồi kẹp miếng tỏi miếng ớt nữa sao vừa nói. Còn hào nhỏ xíu luôn. Thêm miếng cà nữa. Đây nè. Nước mắm. Cái gì mắm nó cũng ghê tệ. Cũng vô nữa tệ, mắm niệm còn kêu dữ nữa. Chú Kha. Nước hào là chú Minh. Hào. Chú Minh không? Kha, mày đi bắt cọng gió nữa. Đây bắt gì? Đang đi tân thủ bốn cái cháu chạy về chứ bắt không gió. Bão tới kìa. Rồi chạy. Em hâm gì tới. Chắc trong chuyến này bữa cơm nay anh mấy chú cháu chạy tân thủ chạy về cả nhà. Rồi có tin báo hấp nhiệt đới á. Rồi chiều giờ ba bốn chú cháu thấy mấy ghe thuyền cá ngoài biển chạy vô quá chừng luôn. Chắc chú cháu mình chạy luôn. Chứ để mưa gió hấp vô thở tay không kịp chết luôn á. Hai pháp bị đới mưa đèn mình cũng không làm được gì. Mà ở dưới lạc lẽo ở dưới nữa nên chắc thôi bữa nay là bữa cơ, ăn bữa cơm ở dưới biển rồi mới mốt xuống ăn nữa. Nay về cả nhà. Tàu chiến không cho phép. Chiều ra tàu nó vô quá tàu luôn. Làm nhỏ. Sao? Sau chuyến này, sau bữa cơm này tạm biệt cả nhà, kết thúc cái chuyến đi đất biển của bốn chú cháu mình. Mốt lần sau đi tiếp. Bị dự báo thời tiết rồi nên cũng lòng quân không yên. Mình dưới biển mình chạy về rồi mình về bằng sóng. Ừ, dạ, chạy với sông tiếp. Từ về sông nó nhỏ, có mưa gió cũng đỡ hơn cả nhà. Ở dưới biển thì lạc lẽo quá. Với cái nhà thấy bữa cơm trước ý mà chui vô lùm mà gió còn dữ lắm. Tối hai anh em con ngủ thì có cái lều thì ngon thiệt mà nó quýnh vô mặt quá trời luôn. Nhưng mà gió thổi bạch quýnh vô mặt bập. Chịu làm bữa cơm chung vô lùm á.
đời thấy yên nghiêm hơn rồi nè. Chứ mình nước lớn lên cái là có gió rồi hả? Lúc cá thấy ngon à. Con chàng đại nước mắm đi Minh. Nói với cô Béo á, cô Béo cũng dữ lắm chứ nào. À, nước mắm mà ngọt ngọt, hai anh em không tác dữ lắm. Tôm nhất là đi chứ làm biết gì không? Nước mắm gừng á. Lần nào giật nước mắm gừng hai anh em dứt cho không thấy. Quết đã luôn. Đã rồi chứ. Nước mắm gừng hết mà dịch cũng hết nè. Hơi ngọt ngọt với hương vị mà lạ lạ. Cạn nồi. Cạn nồi vậy đòi trẻ ăn nhiều quá nặng bụng tối này đừng mét tôi ạ. Cái này được giá không thiếu xào sáng chiều còn gì á. Dạ. Nóng lên ha. Nói chứ cái này ăn chú cháu mình xong rồi giật ghe thủ sáng hoặc là giờ chạy về chứ. Ngày ví dụ ăn hết sáng 3 hay tò mình 4 hay tò mình làm mấy gói mì bỏ vô coi. Tới nát luôn á. Công nhận. Cái này ăn con hàu nó bự thấy cờ bự. Nó mập. Cái đơn mình mua ở đâu ăn đâu bạn. Nó đen nó không có miếng gì gọi là tắn tắn. Nó không có ghen gì nữa. Thì ra những đơn giản thôi, mình mới bắt ở dưới lên thì nó mập nó còn tròn xe. Đỡ lên tới bên kia không biết nó bao nhiêu ngày tháng rồi mới tới được mình. Đồ ăn cà chảo lúc nào mà không ngon hơn. Ngon không nhận. Dưới là nuôi rồi. Nuôi quá rồi mà hơn tên mình nhiều không ba. Tên mình không có thấy con này luôn. Nó hảo. Bạn mà hả? Con hảo hả? Biết nó hảo hả? Hảo quá. Tên mình cho anh uống. Thằng uống quá trời luôn. Đâu có được. Con trai là nước ngọt phải không? Con trai nước ngọt. Bạn thay chú Năm ăn chưa? Chưa. Trời ơi nó lạc nhách á má ơi. Lạc nhách đó, dở lắm. Nhờ thấy tay á. Nhờ thấy tay lạc nhách nè. Cái lạc nhách nè. Trời ơi hồi lúc trước con không biết nha. Con nướng con luộc xong rồi con nướng nha. Cắn ra nước xịt xịt luôn nó còn có ngọt không? Có ngọt không? Ngồi tay nước ngọt, con tay nước ngọt mà. Con tay nước mặn khác nữa mà. Con cứ ai mà họ lấy ngọt á. Lấy ngọt là tay nước mặn. Con ngọt mà con không biết. Con ăn con tay mua bán ở ngoài hàng ốc cũng mua á. Giống như con nó bự hơn nhiều chút xíu mà nó u lù phải không? Đúng lù mà lù à. Ừ. Có thí dụ con Nghiêm nó đẹp vậy nè, nhà nó thì nó phù quê nè. Ừ. Con tay nó tay nước ngọt. Ờ nó lạc nó dở lắm đúng không? Bây giờ có mấy chú mua chạy á. Nó lạc dữ dằn. Lạc dữ dằn á. Mà hình như con ăn con để ý nha. Nước ngọt mình chỉ con thấy có con hết là nó ngọt ngọt thôi chứ còn con nào cũng lạc nhanh. Mày kể nó ở nhà ốc quá hả? Ừ, đúng rồi. Chết luôn. Mày đặc biệt con hào nha, con hào ha. Con hào mà nướng hay trời, con thấy nó căng căng là vậy chứ con mạnh miệng hơn. Cái mà nó ăn sống với lại sơ sơ ăn canh nữa không ăn biển bạn ăn sống với tái thì sống đất biển kiểu này sang hơn ở tên bờ nữa sang ở tên mình nữa ở tên mình mà ăn gấp một con hào ăn vậy cái là đào sinh sống rồi. Một ký hào 35.000 được 4 con hoặc 5 con. Đúng rồi. Mà đâu phải được, mà hên đâu phải hên là mua túng hào mập đâu. Hào ốm nữa, hào chết nữa. Chết rồi, chết nữa. Chú gặp chú Nam với nãy ở anh Nam với nãy chú Nam với Quân. Quân. Đó là hôm nay mình chú Nam mới ngoài giao á. Rồi thấy nghe chú mấy chú cũng mến gấp á. Mấy chú cháu chú Năm thì mình có mấy trái bưởi với mấy trái dừa kinh theo thôi cái nhà đem lên tặng mấy ảnh cho mấy ảnh rủ uống nước trà rồi hỏi thăm mấy chú chút ít á anh ra anh đập cho mày chắc cả chọc ký hào quá rồi tới xuống tới anh Nam nữa chú Nam nữa anh làm cho mày rau cũng một
Bò nữa. Em còn mớ cái đói. Ai con cái đói còn nặng. Nó tắn tươi luôn. Đổ cái đói ham ha. Dạ. Một chỗ là chìa chắc hai mấy 30 kg hả ba hả? Thấy một chỗ này nhóc. Hai mấy kg à? Hai mấy kg. Dạ. Trời. Cha chưa thấy đổ, cha xuống, cha có thấy đổ đập chứ nào chưa ta? Chưa. Mấy chỗ mà nuôi tôm sú thăm canh đó chú Năm. Dạ. Nó đổ đập ra tổ tôm sú. Cha nhìn tôm sú còn mê hơn cái đói nhiều nữa. Sướng. Mà nó chắc thịt dữ lắm. Rồi. Chứ không phải như là sú nuôi. Sú thăm canh là người ta thả con giống nhưng mà người ta không có cho ăn. À. Nó lỡ kiếm đồ ra chứ. Ừ. Thả giống như đang mấy cái đập đó. Ta thả cua thả tôm vô thêm gì đó nhưng mà nó sống nha, nó sống nó lớn nha, nó lớn thôi à. Cái con hàu sữa mình ăn sống được chứ con hàu mình đâu ăn đâu được, bị hàu sữa cái ruột nó giòn giòn nó mềm à. Còn con hàu nó bự chán sao rồi chấm hàu này em con thấy lên thành phố là cái này luôn ba, mấy anh chị ăn kìa. Chú Năm thấy là chú Năm thấy mê liền. Nguyên con tôi trú vậy ha, làm chém mua đạt á. Nó lật qua lật lại ha. Anh làm một cái tốt một cái ha. Hà mập bự luôn. Bự. Chẳng không bự ăn sữa. Ở tại là mọi người ăn là hình như toàn con heo mà lúc con làm phong chủ á. Vậy toàn là hào đá thôi. Không có hào sữa. Hào này không mà. Hào này không à. Làm cái tốt. Em thấy hề lắm kìa. Hãy chứ ha. Hồi lúc mà tụi con làm cái chục năm gì tới mà món con mười mấy ngàn, 15 ngàn hay á. Giờ chắc lên 20 ngàn nha. 20 ngàn gì hôm bữa chở chị hai mày với báo hai đứa nhóc đi qua chả lúc mà chưa về ăn cánh đó chú Năm. Qua bên cầu Bến Tre 2 gì đó, ngay cầu gì ngay giữa thành phố mình á. Đi qua kêu con hà đút lò 25 ngàn. Đút lò thì phải rồi. Đút lò nó có thêm miếng hột gà nữa. Hột gà rồi bơ rồi phô mai lượm luôn đó mà. 25 ngàn một con. Mà con hà cũng có phải lớn đâu. Chú Kha, nếu sao mình cũng bắt chước mình đem một tạng chú Kha. Ừ. Làm cái tọt đâu. Thôi chú Bình là chú Bình không chơi rồi đó. Chú Nam ăn một tạng không? Thử miếng à chứ không có gì. Một lần một à. Chú Bình không ăn. Ai ăn cũng vậy, chấm ăn cái một thôi. Ăn cho biết gì không à. Mà ba chấm một cái ba ăn nó cay nó nồng. Nhưng mà ba chấm nó giống cái là cái thứ hai nó sẽ giảm xuống. Tại vì nó phê cái đầu tiên nó phê dữ lắm. Nó lên máy. Người con hay con nó béo ăn không đi cưng. Em no quá. Nó đi làm con hay con hào quá đi. Chứ giờ còn có mấy con để giờ chừa. Đây là xong rồi đó. Con hay con hào quá đi chú hả? Hết không cô Minh? Dạ. Đó con. Rồi á. Con cũng phê. Này đi xe. Đi xe nhà mà ăn đồ mát không? Chết tôi luôn. Nhiều chú Nam đãi vô một mớ nướng nữa. Bé còn con bên kia con dứt rồi bé. Còn bốn miếng dưa leo nè. Chữ luôn bé. Chữ luôn mình. Hết luôn. Có cơ hội con sẽ cho chú Nam ăn con hào này với đập mình lên một lần. Nó đụng chất hay sao ăn nó ngọt chứ ăn với đường nha. Nè chú Năm cuốn cái con thầu huyết cho nó không ngọt nha. Chỉ con hào thôi, ăn không thì nó chát lưng nhau nhúc cũng được. Không, nó không ngọt. Thôi bố chú cháu mình tạm biệt cả nhà nha. Con bye bye cả nhà. Cha Chiến đi này nếu mà được cả nhà ủng hộ, mấy anh chị thấy xem thấy hay thì chú cháu mình sẽ cuốn gói đi nữa. Nhưng mà chắc là qua cái tháp nhiệt đới này. Để tại đây là lần đầu tiên anh em mình đi đất khác mà xong bố chú cháu mình đi. Nếu mà được sự ủng hộ của mọi người thì mình sẽ đi nữa. Bố chú cháu mình sẽ đi nữa.
này như là tải nghiệm.